thì như thế nào nữa. Nếu mà làm nhiều nó thiểu, cái này có trứng này chị. Đường đồng này bao giờ nước nó rất là vàng. Này ra thì có nước đồng đấy này. Cái xương này nhấp xong rồi mình rán vào. Mình lấy cái nước ngọt lươn này mình lọc cho nó ngọt.